3 bước quan trọng để chữa viêm tử cung nặng trên heo nái. Và các bạn nhớ, bước thứ 3 là một bước cực kỳ quan trọng. Ngày số 1, chúng ta lấy cho tôi khoảng tầm 3 ml Enzaprost, Nutanite hoặc Hamprost, chúng ta tiêm vào dưới bím của con heo. Sau đó chúng ta sẽ theo dõi từ 12 đến 24 giờ sau thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh để chúng ta điều trị. Ngày số 1, chúng ta lấy thuốc này 20 ml và thuốc này 20 ml chúng ta tiêm vào hai bên bắp tai của con heo. Ngày số 2, chúng ta lấy 20 ml cái thuốc này chúng ta tiêm vào bắp tai của con heo. Ngày số 3, chúng ta lại lấy hai cái thuốc này, hút mỗi loại 20 ml chúng ta tiêm vào hai bắp tai của con heo. Ngày số 4, chúng ta lại lấy cái thằng này, chúng ta tiêm vào bắp tai của con heo với 20 ml. Ngày số 5, chúng ta lại lấy 20 ml cái này và 20 ml cái này chúng ta tiêm vào bắp tai của con heo. Vậy thì tổng số ngày điều trị một ca bệnh viêm tử cung nặng trên heo là 5 mũi tiêm, và với tôi sử dụng khoảng 2 loại kháng sinh kết hợp lại với nhau để đảm bảo rằng con heo của bạn nó khỏi bệnh viêm tử cung hoàn toàn. Và bước số 3 là một bước cực kỳ quan trọng. Trên tử cung của con heo nó có xuất hiện nấm và virus nên là kháng sinh không có khả năng xử lý vấn đề này. Các bạn lấy cho tôi vua sát trùng A còng. Chúng ta pha chung với 1,5 lít nước, chúng ta thụt rửa liên tục trong vòng 2 ngày. Các bạn có thể chọn 2 ngày đầu hoặc 2 ngày cuối tùy bạn. Nhưng các bạn nhớ bước số 3 là bước quyết định thành bại trong việc điều trị viêm tử cung trên heo nái. Chúc bạn thành công. Hãy lưu video này lại ngay bởi vì có thể nó không xuất hiện nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.